Chia sẻ thêm một cái chuyện này đó các bạn nữa. Thì đối với những các bạn học viên á, những người học viên đang học cái lớp phát triển bản thân của mình, học lớp kinh doanh Úc, học cái lớp mentor, những cái lớp mình cố vấn á, thì những các bạn đó nói với mình á, là và trước đây thì mình có những cái lớp khác, thì thường thường vô trong đó mình nói với các bạn đó, mình nói thẳng với mấy các bạn đó luôn, người nào là học viên của mình nói thẳng, còn những người nào không là học viên của mình thì mình không nói thẳng. Mình nói như thế này các bạn vô đây để các bạn học. Tất cả những gì diễn ra ở trong cái lớp này chỉ mới là cái sự bắt đầu cho các bạn thôi. Nếu mà các bạn muốn thay đổi bản thân các bạn thì nó không phải diễn ra ở cái lớp này. Lớp này mình sẽ đưa cho các bạn kiến thức và mình đưa cho các bạn công cụ. Còn thật sự các bạn có muốn thay đổi bản thân các bạn hay không, muốn phát triển bản thân các bạn hay không, muốn phát triển công ăn việc làm của bạn hay không, muốn kinh doanh khởi nghiệp có thành công hay không, nó không có nằm ở trong cái lớp này. Nó nằm ở đâu các bạn biết không? Nó nằm sau cái lớp này. Khi các bạn khăn gói trở về lại cuộc sống cơm áo gạo tiền của các bạn thì các bạn có thay đổi hay không? Khi bạn tiếp xúc với những cái người mà xung quanh bạn, những cái người mà luôn luôn có tư duy tiêu cực, khi bạn đi làm bạn gặp những cái người đồng nghiệp của bạn tư duy tiêu cực, khi bạn về nhà bạn gặp một cái gia đình tiêu cực, thì làm sao bạn thay đổi được? Bạn bắt buộc bạn phải làm sao để hạn chế gặp những cái người tiêu cực, và bạn hãy tránh xa những cái người tiêu cực thì bạn mới thành công được các bạn. Vẫn biết những người này, những người thân của bạn thì bạn hạn chế lại, còn bạn bè bạn thì bạn dẹp qua một bên luôn. Tất cả những cái thành công này nó đều phải trải qua những cái gian nan, những cái ngày tháng vất vả để bạn làm, để bạn thành công. Bạn phải hành động, chứ những cái lớp học nó không có giúp bạn được. Chính bản thân các bạn mới giúp các bạn được. Sau khi bạn quay lại với cuộc sống thường ngày thì cái đó nó mới giúp các bạn, nó giúp các bạn, nó thử thách các bạn, coi các bạn có vượt qua được không, hay là các bạn không vượt qua được. Coi cái động lực của các bạn, cái why, cái tại sao của các bạn nó có đủ mạnh không để giúp các bạn vượt lên khỏi cái cuộc sống bình thường. Khi bạn về bạn đối mặt với cơm áo gạo tiền, đối mặt với con cái của các bạn, đối mặt với cái công việc làm của các bạn có dám vượt qua chính mình hay không? Cái đó mới điều quan trọng các bạn. Khi đi về quay lại với cái cuộc sống thường ngày thì người ta rủ bạn đi chơi, đi ăn, đi hát karaoke ngày thường, rồi thứ bảy chủ nhật người ta cũng rủ, bạn có dám từ chối hay không? Rồi ba mẹ bạn kêu thôi con ơi hãy đi làm đi, có đồng ra đồng vô, bạn có dám nghỉ việc hay không? Đó là bạn phải trả lời những câu hỏi này, chứ ai trả lời? Cuộc đời của các bạn mà. Bạn về nhà sau khi bạn học xong cái lớp đó của mình, những cái lớp phát triển bản thân, những cái lớp mentor, những cái lớp kinh doanh, bạn có áp dụng hay không? Bạn có thức khuya không? Hay là bạn đi ngủ sớm? Bạn có thức dậy sớm không? Hay là bạn thức dậy muộn? Mỗi ngày bạn có dành ra thời gian để bạn đọc sách hay không? Nói các bạn, những cái đó nó mới quan trọng, nó mới giúp cái cuộc đời của các bạn. Chứ khi người ta rủ bạn đi nhậu, bạn cũng đi nhậu. Rồi đi nhậu về rồi xỉn thì làm sao mà có thời gian? Mỗi ngày phải thức dậy sớm 2 tiếng đến 3 tiếng và ngủ sớm hơn bình thường và không sử dụng điện thoại nhiều để mà thời gian đọc sách, thì bạn có làm được điều đó hay không? Rồi những người bạn đồng môn của bạn, bạn học cái lớp nào thì có những người bạn đồng môn, bạn có liên lạc với những người này không? Bạn có tiếp tục học hỏi với những người này không? Những người này là cùng tư duy của bạn, cùng chí hướng của bạn, cùng lớp, họ là đồng môn của bạn, họ muốn phát triển bản thân họ, họ muốn phát triển kinh doanh của họ, họ muốn phát triển với sự khởi nghiệp của họ thì họ mới đi học. Thì tại sao bạn không kết nối với họ? Những người này là những người thực sự là họ sẵn sàng hy sinh cái cuộc sống cá nhân của họ, họ để họ bỏ ra họ học để họ giống như bạn. Nếu bạn không kết nối với họ, những cái người này sẽ cùng nhau đi với bạn, mà bạn không kết nối với họ thì bạn đã uổng cuộc đời của bạn rồi. Khi cái sự lười biếng của các bạn nó chiến thắng, khi có con quỷ trong người bạn nó chiến thắng cái người khổng lồ của các bạn, thì nó sẽ không bao giờ các bạn thành công được đâu các bạn. Và khi cái sự lười biếng của bạn nó lên quá cao thì, và khi cái cám dỗ của cuộc đời này nó quá nhiều, thì bạn lại xài những đồng tiền thật là phung phí. Các bạn thấy không, những người thành công người ta làm việc 16 tiếng mỗi ngày, người ta cũng không bao giờ than vang. Khi ông già Donald Trump 70 mấy tuổi, ông mới bắt đầu ứng cử tổng thống, và ông trong vòng 1 năm ông trở thành tổng thống Mỹ. Ông làm việc như điên, ông làm việc như một thằng điên.
Ông làm việc đến bây giờ ông là tổng thống 70 mấy tuổi vẫn đi làm. Các bạn thử nghĩ coi, bạn có cảm thấy nhục khi mà bạn làm việc ngày chỉ có 8 tiếng không? Bạn thấy ông bay từ nước này qua nước kia, bay từ nước nọ, ông bay như vậy. Ông làm việc như vậy, ông làm việc trên máy bay, ông làm việc đủ kiểu hết. Mà trong khi các bạn phải suy nghĩ lại mình coi, sức khỏe của bạn tại sao nó không có đủ, không có yếu như vậy. Mình mỗi ngày mình đi coi nhà, mình đi coi rất là nhiều, mình nghiên cứu, mình đầu tư, rồi mình dạy học kinh doanh, một ngày mình dạy tới mấy tiếng, rồi vẫn biết là mình đang bị đau cổ nhưng mình vẫn cố gắng mình dạy như vậy. Các bạn nhìn lại đi, mình lên đây mình chia sẻ với các bạn, ngoài ra mình còn có rất là nhiều lớp học, mình có rất là nhiều người học viên, mình phải chăm sóc họ nữa. Họ là học viên nhưng mà thật sự họ là khách hàng của mình. Thì các bạn nhìn lại đi, các bạn có thật sự là các bạn đam mê đủ để các bạn thành công hay không? Đó, cái này mình gửi lại cho các bạn một cái gọi là tâm thư, để cho các bạn coi lại bản thân mình thôi. Mình có sống trọn vẹn mỗi ngày hay không? Cái điều này nó quan trọng lắm. Thật sự nó rất là quan trọng. Một cái ông già 70 mấy tuổi, ông vẫn còn làm việc tốt một ngày mười mấy tiếng. Thì bạn coi lại các bạn thân bạn, bạn dùng thời gian có hợp lý hay không? Hay là bạn vẫn ngày nào bạn cũng dày hết à? Như một con zombie vậy. Cái điện thoại nó đi đâu mà đi đó. Mình ra ngoài đường mình thấy rất là nhiều bạn trẻ ngồi ôm cái điện thoại à. Vẫn biết cái điện thoại nó quan trọng lắm, nhưng mà chỉ cần coi tin nhắn rồi xong trả lời rồi xong dẹp. Lâu lâu 15-20 phút gì đó, hay là nửa tiếng coi cái dẹp. Bạn là con người, cái điện thoại là cái máy, mà bạn bị nghiện nó có nghĩa là bạn thua nó rồi. Giống như nghiện ma túy vậy thôi, có nghĩa là bạn thua ma túy bạn mới nghiện ma túy, hoặc là bạn thua cần sa bạn mới nghiện cần sa. Bạn thắng nó làm sao bạn nghiện nó được, đúng không các bạn? Bạn phải thắng hết tất cả mọi cám dỗ trong cuộc đời này bạn mới thành công được. Muốn thắng hay không là do cái động lực ở trong người các bạn. Ba mình nói một câu rất là hay nữa các bạn. Tất cả mọi việc mà trễ nải trong cuộc đời này, đi học trễ hay đi làm trễ, nó tất cả nó đều từ sự làm biếng hết. Nếu bạn tôn trọng ông thầy của mình, nếu các bạn tôn trọng người cô của mình, người giáo viên của mình, người sư phụ của mình, thì bạn sẽ không đi đến trễ. Đừng có đổ lỗi cho kẹt xe, đừng có đổ lỗi cho trời mưa. Nếu mà bạn muốn đến sớm, bạn hãy đến sớm một tiếng đi. Thay vì lớp học 7 giờ có mặt, 6 giờ bạn có mặt đi. 7 giờ bạn có mặt thì đi vô rồi bạn còn phải sửa chỗ ngồi, rồi tìm chỗ ngồi, sửa lại tóc tai, rồi bắt đầu đi vệ sinh, rồi rửa mặt rồi nữa. 6 giờ có mặt đi các bạn. Rồi sau đó làm gì? Làm đọc sách, rồi nghe nhạc, gọi điện thoại cho khách hàng, gọi chăm sóc khách hàng, gọi điện thoại tới coi người ta có mua nhà không, chăm sóc họ, gọi cho khách hàng mới, gọi cho khách hàng cũ. Rồi còn 15-20 phút nữa tới giờ thì coi bài mới, coi bài cũ, ôm lại bài đó các bạn, coi bài tập mình đã làm chưa. Có nhiều cái làm đó các bạn. Nếu bạn tôn trọng khách hàng của bạn cũng vậy, bạn hãy đi tới chỗ mà gặp khách hàng nửa tiếng hoặc là một tiếng luôn. Bạn gọi cho khách hàng nói: alo chị hả, em đang trên đường đi đến đó, em có thể là đi tới sớm như vậy á, nhưng mà em muốn gặp chị, em phải muốn đi tới gặp sớm, gặp anh em phải đi muốn tới đi gặp sớm, tại em tôn trọng anh, tôn trọng chị, thì anh em cũng muốn cái sự tôn trọng của anh chị dành cho em cũng y chang vậy. Không có cái chuyện đi tới trễ gặp khách hàng các bạn. Và bạn cũng nói thẳng với khách hàng luôn: nếu mà anh chị đi đến trễ một lần đối với em là coi như. Bởi vì bạn nhớ một câu là bạn làm một việc như thế nào thì bạn làm tất cả những việc còn lại như vậy. Cái bạn hẹn mà bạn đã tới trễ rồi thì tất cả những việc còn lại của bạn cũng là trễ nải luôn. Khi mà người ta đã trễ một lần là người ta sẽ trễ hoài hoài suốt đời, họ coi như chuyện đó như chuyện bình thường. Thì các bạn đừng có nên làm ăn với những người này. Khi bạn đi đến sớm như vậy á, nó có chết không? Đâu có chết. Thời gian của bạn, bạn sử dụng hợp lý hơn. Bạn không phải cắm mặt vào cái chuyện kẹt xe ở ngoài kia, tốn năng lượng, tốn thời gian mà cũng chẳng được cái gì hết. Thì hãy đi tới sớm nha các bạn. Các bạn còn trẻ lắm, các bạn còn khỏe lắm, các bạn còn có thể làm được rất là nhiều việc. Các bạn hãy nỗ lực lên. Khi bạn đến sớm mà cái người khách hàng của bạn hoặc là người đối tác của bạn đến trễ, thì một lần hoặc hai lần thôi bạn nên dẹp luôn cái mối quan hệ này đi. Tại vì mối quan hệ này nó sẽ không kéo dài đâu. Tại bạn đã bỏ thời gian đến gặp họ mà họ không có tôn trọng bạn, thì có nghĩa là họ cũng không coi bạn là gì. Thì nếu họ không coi bạn là gì thì tốt nhất là nên cái mối quan hệ như vậy thì không nên kéo dài các bạn ạ. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Mình mong là các bạn nhớ trong cái câu này.
cái sự thay đổi của các bạn không diễn ra ở trong lớp học mà nó diễn ra ở lúc đời thường á. Có một cái này muốn nói với các bạn trước khi mình kết thúc. Tu á nó khó đối với những người tu tại gia. Lý do là ở nhà nó có rất là nhiều cám dỗ. Còn tu nó sẽ dễ đối với những người ở trong chùa hoặc là trong nhà thờ. Lý do là sao? Họ không đối đầu với những cái việc cám dỗ của đời thường. Họ không đối mặt với cơm áo gạo thường, gạo tiền. Họ không đối mặt với những cái việc hỷ nộ ái ố của người sống xung quanh. Các bạn hãy nhớ câu này của mình nha. Đối với các bạn cũng vậy. Các bạn muốn phát triển bản thân không có diễn ra những lớp học. Lớp học chỉ đưa cho các bạn công cụ và kiến thức. Còn trở về với cuộc sống đời thường của các bạn, lúc đó mới chứng minh được cái tại sao, cái động lực của các bạn. Chúc các bạn thành công. Và các bạn nên ghi nhớ, bạn là học viên của lò khởi nghiệp thì bạn sẽ luôn luôn giữ vững cái tinh thần khởi nghiệp. Bạn mới luôn luôn giữ vững cái tinh thần, cái sức mạnh của các bạn. Tại vì các bạn nên nhớ, các bạn trong mỗi con người chúng ta đều có một cái niềm tin, một cái mãnh liệt khẳng định định mình. Thì do đó các bạn hãy giữ vững cái niềm tin khẳng định chính mình, khẳng định chính cái sức mạnh của các bạn. Chào các bạn.